đất sẽ đưa là một con mồi lỡ, mới bắt được đúng một con voi thôi nha anh em. Con này là một con siêu gù nha anh em. Khi mà giống thúc thì bình thường, mà khi cho nó thấy chim rồi thì anh em sẽ thấy cái cảnh là nó chỉ biết gù thôi, từ trong ra ngoài. Nó gù là nhiều con vờ lúc trước bắt á, nó vờ nó gù thì mấy con chim lông là mất nước của nó hết nha anh em. Vờ nó gù, cái độ gù nó liên tục nó làm con mồi mình bị mất nước gù. Và hôm trước nó bắt một con bổi rất là chiếu, con đó đã lơn lòng rồi, nhưng mà hôm đó nó ở hang nằm quèo thì con này nó thấy quèo tàn rồi, là chỉ nó nhận liên tục từ gù tới gù. Rồi con ngồi ức quá rồi quèo nó bắt được con đó là một quá trình là cả tiếng đồng hồ nha anh em, chỉ bằng đường gù thôi. Rồi đợt đó vừa là ta thấy lòng đó, anh em thấy không, còn lúp búp đây cho nó quẹo lòng vui đó dưỡng lại. Con này thì 10 ngày nữa là đi tiếp, nói chung là vẫn đi được nha anh em, nhưng mà mình phải giữ một kỹ một tí, vì con này là một con chim rất là vip của mình. Thì khi để mình dùng từ vip là không có đơn giản đâu nha anh em. Thổ khoa đồng, con này chấm chạc rồi, đi chơi là vô tư. Anh em nào mà có cái đam mơ mà sẽ đào tạo trời đất thì con này rớt xuống đất thì mình nghĩ đã gù như thế này thì không có mối nào mà chịu nổi nó nha anh em. Nó chỉ biết chuồng gù thôi, dù người ta không gù, đứng một chỗ nó chỉ biết gù thôi. Tiếng rất hay. Chị búa gù luôn.
bói lên ngọn rừng, anh em chạm vào lòng lá thì anh em nghe chỉ nó gù nát cõi thôi. Chim mồi mình mất nước chân hết nha anh em. Vừa rồi nó bắt một con bói vào nó gù chỉ biết gù thôi. Con mã số 378 của mình này nha anh em. Con này hôm qua mình đã đăng lên rồi. Con này chưa bắt chim. Con này mà nó chạm hai con rồi, nó chơi dạt ra hết nha anh em. Con này thì đã bắt một bội rồi. Anh thấy tuyệt vời không? Anh em nào mà sở hữu dự chơi thì dưỡng gian đường gù nha anh em, từ tiếng nữa và đặc biệt là nó sát bối nha anh em. Hôm trước bắt con bối, đó là một con bối để lơn rồi, mồi đã gặp nhiều rồi bắt không được, nhưng mà nó ra tập là gặp nó vào bắt là một tiếng đồng hồ gù ròng rã nha anh em. Non bài bản, mình sẽ cho nó làm một hơi nữa rồi thôi nha anh em. Nó đang thì lòng chưa được về lắm đâu, một mưa ngày nữa là sẽ đi ra chơi tuyệt vời. Rồi thôi, mình chào anh em nha. Còn chân cắn nó thì tuyệt vời rồi. Nói chung là mình chấm chọn những con chim mà anh em không cần phải suy nghĩ. Chim phải điêu tiếng, chân cắn đẹp, nó mới bền được nha anh em.